Ê, cô kia. Mày là con hồ ly tinh, tại sao mày dám rù quến con trai tao bỏ vợ nó hả? Đồ cái mặt trơ trẽn cái mặt dày. Bác ơi, bác có hiểu lầm gì không? Chứ con đâu có làm cái chuyện đó. Tao nói cho mày biết nha, con dâu tao nó hiền, nó không đánh mày, nhưng mà tao không có tha cái thứ mà phá hoại gia ca người khác. Bữa nay tao phải truyền cho mày. Má ơi, má dừng tay lại đi má. Má hiểu lầm tụi con rồi, tụi con đến với nhau là đàng hoàng, không có giật chồng giật vợ gì ở đây hết. Mày đúng thiệt. Tại sao mày ngu quá vậy? Mày bị trời đày mày rồi. Mày nên nhớ con mày còn nhỏ đó. Thiệt là uổng công tao nuôi dạy mày cho tới thân dài dai rộng như vậy đó. Bây giờ mày quăng sình quăng bùn vô mặt má mày như vậy đó hả? Má đừng có nghĩ như vậy. Má để con nói, cái duyên vợ chồng của con đã hết rồi. Không lẽ bây giờ má muốn cháu của má tối ngày sống trong cái gia đình ba mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt với nhau, khó khăn với nhau, nó sống như vậy nó đâu có hạnh phúc đâu má. Mày đừng có già mồm già mép nữa nghe chưa. Đúng rồi đó bác, thật sự là ảnh với vợ của ảnh hết tình cảm với nhau rồi thì tụi con mới tới, chứ không phải con là người phá hoại hạnh phúc gia đình của anh Vũ đâu bác. Tụi bay còn binh nhau nữa hả? Đừng có qua mặt bà già này nghe chưa. Đúng là một cái lạ bằng tạ cái quen, biểu sao mà cái thằng Vũ nằng nặc đòi ly hôn với vợ. Thằng khốn kiếp. Sao, nay đi chơi vui không? Vui. Anh nói nghe nè, bây giờ á, anh qua nhà ngoại anh đón con. Khi nào anh về anh gọi cho em nha. Ừ. Ở nhà ăn uống đầy đủ nha. Mà khoan đã. Cuối tuần này á, anh dẫn con qua nhà em nha. Em làm món bánh dâu á mà con thích. Ok, để anh dẫn con qua. Thôi giờ anh đi nha. Ông khoan đã. Sao vậy? Cái chuyện ly hôn của anh với chị ta, tới chừng nào hai người mới chịu ly hôn vậy? Sao anh cứ để em trong bóng tối hoài à? Cái chuyện đó thì... Thiện sao? Dù gì hai người á cũng không có còn yêu nhau nữa, cũng có ý định ly hôn mà. Trước không ly hôn, sau không ly hôn, sao không làm luôn đi? Cứ để em đợi hoài à. Thôi mà, ráng đợi anh thời gian nó đi. Em hiểu không, bây giờ con vợ anh nó dở chứng, nó đòi hỏi tùm lum hết trơn á. Mẹ anh nói á, lỡ ly hôn rồi hàng xóm dị nghị nữa. Ráng anh thời gian đó nha. Đó, má nhìn thấy chưa? Là con trai của má đi ngoại tình với người khác nên con mới quyết định ly hôn. Chứ con đâu có muốn gia đình mình tan vỡ như vậy đâu má. Lần này má nhất định phải đứng ra làm chứng cho con, để con giành lại quyền nuôi con của mình. Con không thể nào mà để con của mình ở với một người cha tồi tệ như vậy được đâu má. Con hứa con sẽ đưa cháu sang thăm má thường xuyên. Thôi bây giờ vậy nè, má đợi con xíu. Con gọi vợ con tới đây để giải quyết luôn. Alo. Gì đó? Cô tới nhà Trâm đi, ba mặt một lời. Ở đây có má luôn nè. Nếu cô làm theo thỏa thuận của tôi á, tôi nhường quyền nuôi con cho cô. Ngay từ đầu anh chịu nhường con cho tôi thì có phải là xong rồi không? Mà tôi nói trước nha, phải chia tài sản phần hơn cho tôi, còn không thì thôi. Được, cô tới đi. Chỉ cần rời xa cô á là tôi vui rồi. Con ơi là con, đúng là mày. Mày bị con hồ ly tinh này nó hớp hồn rồi. Tao hỏi mày nè, nó có cái gì tốt đẹp không? Nó đâu có bằng vợ mày, mà tại sao mày tuyệt tình với vợ mày vậy hả? Má không hiểu cái chuyện này đâu. Bây giờ á, con nói cho má biết luôn nè. Biết cái gì? Thật sự á, vợ con là người ngoại tình trước. Con không muốn so đo với phụ nữ. Con muốn giải quyết cái chuyện này trong im đẹp. Mà vợ của con á, đẩy con mà Trâm vô đường cùng, cô ta mới hả dạ. Mày vừa nói cái gì? Gì vậy? Chỉ cần anh hôn lên bất cứ vị trí nào trên người em, em mà thấy thích, em sẽ cho anh hết số tiền này. Ồ, dữ vậy sao? Ok. Trời ơi, anh nói thiệt với em nha, cái chuyện động trời hơn á, anh còn làm được. Nói gì mấy cái chuyện này. Tới đi anh yêu. Chết với anh à. Mắc cỡ hả? Cho hết mắc cỡ nè. Chỗ nào cũng không đã chưa? Xong chưa? Hay vậy? Hai người đang làm hả? Đã chưa? Nhà này có người lớn và trẻ em đó,
Làm gì phải cẩn thận hơn một chút. Muốn cái gì á, ra ngoài đường mà làm. Ê, cái này tôi thấy anh mới đúng á. Anh nên biết điều một xíu đi. Tại anh biết sao không? Bây giờ á, cũng đã chuẩn bị chia tay rồi, đúng không? Anh đu bám theo làm chi? Chỉ có tôi nè, tôi mới mang lại hạnh phúc cho Thư, đúng không? Mẹ với con đi ra ngoài rồi, mắc cái gì phải giữ kẻ ở đây? Hả? Thư nói đúng á. Còn mày á, ngồi đó mà câm cái miệng lại. Mày chỉ là kẻ thứ ba thôi. Đây là nhà của tao, mày không có quyền lên tiếng. Bộ người ta nói không đúng hay sao, anh còn nửa khùng ở đây. Ok, cô đã như vậy rồi á, thì tôi cho cô tỏ nguyện ly dị. Tiếp tục đi. Chút đã đó. Cảm ơn. Mày mới biến á. Tiếp nè. Ồ, tưởng gì làm sợ. Chắc tao sợ mày. Nè, má coi đi, người con dâu của má lúc nào má cũng bảo vệ yêu thương đó, là người ngoại tình trước đó. Con đã muốn giải quyết cái chuyện này trong êm đẹp rồi, mà cổ cố tình âm mưu hãm hại con và Trâm, đẩy con và Trâm vô cái hẻm cục, cổ mới hả dạ. Lúc đó anh dụ anh chớ giới trong chính cuộc hôn nhân của ảnh. Nhìn ảnh và đứa nhỏ tội lắm, nên con thấy thương. Rồi sau đó hai đứa con á mới nảy sinh tình cảm. Chứ thực sự con không có bon chen vô mối quan hệ của hai người à. Nói như vậy là lâu nay má hiểu lầm con với lại Trâm hả? Cho má xin lỗi. Tại vì má chỉ nghĩ có một phía thôi, nên má không hiểu chuyện, mới xảy ra cái chuyện như ngày hôm nay. Thiệt tình, cái con này. Sao vậy? Tôi tới rồi nè. Coi bộ đông đủ ha. Sao lén ngoại tình sau lưng tôi, rồi bây giờ bị má bắt tại trận chứ gì? Cuối cùng anh cũng chịu chia tài sản còn hơn cho tôi rồi sao? Má, bây giờ má cũng thấy rõ bộ mặt thật của anh ta rồi đó má. Nói hết chưa? Trơ trẽn nè. Tôi không ngờ cô là một con hồ ly tinh. Tôi hỏi cô nè, từ khi cô đặt chân về làm dâu nhà tôi, gia đình có đối xử với cô tệ bạc không? Cô không thương tôi thì cô phải thương con cô chứ. Má, má đừng có nghe tụi nó nói, tụi nó vu khống con đó. Vu khống? Cái mặt cô trơ trẽn mặt dày, cô còn lớn họng nữa hả? Cô khỏi đi. Má, má, má cái gì? Cái này là tụi nó cố tình làm như vậy để lấy lòng má thôi má. Ít ra Trâm còn thương con của cô hơn cả cô đó. Cô dành quyền nuôi con chỉ để lấy tiền chu cấp của tôi thôi. Cô đâu có yêu thương gì con của mình. Cô là cái thứ rắn độc, cô không xứng đáng làm mẹ đâu. Còn gì để nói nữa không? Không có xứng đáng là dâu trong cái nhà này đâu. Trâm à, bác xin lỗi con nghe. Từ giờ trở đi bác không có cấm cản thằng Vũ nó ly hôn đâu. Bác đứng ra để làm chứng cho nó có quyền được nuôi con. Dạ bác. Cháu nội của bác phải xứng đáng ở trong một gia đình có đủ cha, đủ mẹ, dù là mẹ kế nhưng đầy lòng yêu thương. Như vậy mới là một gia đình của cháu nội của má. Con nghe má nói rồi đó. Có nghe rõ chưa? Chờ gặp nhau ở tòa đi. Giờ thì biến khỏi chỗ này. Đi. Người được lắm. Chờ đó. Đi. Con cảm ơn má đã hiểu cho tụi con. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Không sao, không có gì hết. Vì chúng ta là một gia đình mà con.